Cam nhỏ chút nữa, cam nhỏ vậy đủ rồi mà em, nhỏ gì nữa? Hay là em muốn để cái cam vô đây luôn? Nè, cam vậy hả? Hello anh em. Hello. Rồi, ok. Chào mọi người nha, tôi là Cường Mấy Núi đây. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại thành phố Los Bantos. Ok, cà kè. Cam vẫn còn hơi to á. Cam còn hơi to á mọi người. Cam còn hơi to hả? Đéo hiểu cái cam để vậy nè mà tôi nói kêu cam bự. Yeah, xin chào, xin chào giáo chủ. Đặt là Monte. Thì tôi đã suy nghĩ lại về gia nhập giáo hội tôi chưa? Tôi có một chút động lòng rồi đó. À, cho mình xin giáo hội ta đây ghi vào danh sách. Chỗ này bóc không được anh, chỗ này xếp xếp luôn. Anh ơi, đây là xe lôn với lại đây trước bệnh viện. Ông nào đúng không hả Tuấn? Bây giờ là thằng bạn em nó sai rồi, bây giờ nó bị tâm thần rồi. Và em đang tính kêu Tuấn đưa nó đi. Cũng chia sẻ với sĩ luôn là đang trên đường đi về. Lặn lội đường xá xa xôi, chạy đó chiếc xe còn nằm rồi, hiện trường còn nguyên đó. Nó đụng Tuấn hả? Nó đụng giờ hư mẹ và ngớp cái cháu rồi. Trời ơi. Không có gì không được rồi. Thằng này bây giờ là phải cách ly nó. Mấy thằng này phải cách ly nó. Này đừng bỏ tù nó, bỏ tù nó không có gì đó, phải cách ly nó. Để nghe nói cái này. Sao? Trời anh. Phải biết trường khác hoặc là biết thằng này đó, hồi nãy nó cũng đụng anh Tuấn rồi, anh Tuấn hồi nãy cũng ngất xỉu rồi. Bây giờ nó có vấn đề về đầu rồi. Hồi nãy nó còn ngồi nó xúc phạm anh Tuấn của em. Thì bây giờ em chỉ đưa nó đi để... Ok, bây giờ đồng chí Tuấn cứ ở đây xử lý nha. Tôi sẽ đem chiếc xe này đi sửa chữa trước. Rồi còn chúng ta gặp lại sau. Hôm qua giờ là mới tính tất cả các đường cho cái gan của mết rồi. Bây giờ phải vô công an học việc trước, xong rồi là bắt đầu là mới sau khi mà thành tài rồi đó, có đủ đồ chơi rồi đó, mình vô công an nè, xong rồi mình móc nói với lại giang hồ làm ăn nè đó, xong rồi sau khi mà mình đủ mạnh mình ao ra mà lập gan. Trời ơi, hợp lý chưa? Ở đây tạm biệt anh sĩ với là anh bầu. Vâng, sẽ bye. Tại vì mấy anh không cùng chí hướng với em rồi. Vâng, coi chừng tao cho chí trường á. Được. Xít che đi trời ơi. Xít làm gì? Xít che. Nghe nè bom, Đây đây đây, đang lên. Nên nói chuyện riêng tí. Ok. Bây giờ lắc xe mẹ rồi. Rồi vậy đi, chạy đi. Đây đây, tao nói chuyện với mày xíu. Giờ là tao thì đó. Bắt đầu em đi với. Thì tao cũng không thích lắm. Thì thôi, mày vô chung với công an đi. Bắt đầu mình coi như là đây em đi với. Gian đi. Ê, được tao cái đấy. Mạnh lớn rồi á. Tao với mày quay lại chứ không được. Thì đâu gì đâu, thì bây giờ ví dụ mà mày không vô bên công an thì cứ bên đó đi, xong rồi ví dụ mà làm ăn gì mình bóc nói nhau. Ok. Có gì đi hái cần thì báo cơ cover tao được rồi. Chia nhau đồ, tao chia cho mấy anh em bên này, ai cũng cần con đường sống mà. Bánh có rồi, nước có rồi, giáp có rồi, không cần mua gì nữa đó. Quan mua đồng băng đạn không bạn? Cái gì? Mới nói cái gì? Mua băng đạn không? Tôi đề nghị anh Minh Cô cho tôi kiểm tra giấy tờ, vì anh dường như tôi thấy anh là tàng trữ trái phép vũ khí. Ông cứ kiểm tra bởi vì tôi vừa quay lại game mà. Trước okay. Chơi còn thừa băng đạn giờ thì nhéo con súng bán thì cho nó gọn. Ồ, băng đạn bazooka hả? Chả biết băng đạn gì. Sao thằng này nghe nó nói chuyện chán đời quá vậy. Ông lấy con mẹ luôn đi, tôi cho ông luôn đó. Lấy cho được sao, sao chuyển sang tôi đi. Mẹ anh bất cần đời. Ok, cậu đông nhá. Ok. Bye, chiến sĩ nha. Bà mẹ nó buôn đồ ấy, có gì mắt tôi ở chỗ cần nhá. Okay, tôi cái đéo gì. Ôi trời ơi. Bọn nó chơi cướp mà.
thì bọn nó chưa cướp, mình phải chờ thôi. Sao vậy? Đồng chí Lợi ơi. Ờ, đồng chí Lợi cứ việc xả thân đi, vợ con đồng chí Lợi tôi lo. Ok anh. Tất cả các đồng tất cả các đồng chí phía sau cứ việc lăn xả nhá, đồng chí, vợ con các đồng chí cứ để tôi lo. Vợ vợ con em để anh lo hả? Ok được anh ơi. Em tin tưởng anh sĩ á. Được cứ lo. Vậy thằng bồ tôi nhờ tôi gửi sếp luôn nha sếp sĩ. Ok ok. Vô. Vô đi, vô đi, vô đi. Đó, quất rồi kìa, quất rồi kìa. Ê! Xuống xe hả? Xuống xe, xuống xe, xuống xe. Xuống xe là chết. Xuống xe, xuống xe chơi. Xuống xe là chết á. Cái gì vậy tâm bệnh? Ngồi trên xe an toàn nha, xuống xe là bị bắn á. Tắt bớt còi đi anh em, tắt bớt còi đi. Tắt bớt còi đi. Tắt còi, tắt còi. Anh em tắt bớt còi xuống. Tắt lúc nào? Chủ uy á, chủ uy lên, chủ uy lên. Bắn uy, bắn uy, bắn uy, tắt còi. Rồi. Ơ em chết rồi. Cửa này là cửa bị lắc hôm bữa nè. Ủa mấy này bắn gì bên đây vậy? À không, cái cửa này mới là cửa lắc nè. Để qua cửa trước tôi bắn phụ một cái. Ok, biết rồi, canh canh cửa này nha, canh okay, cửa này canh, nha. Ok, canh, canh bên canh cửa này nha. Ok, đang canh, đang canh, đang canh, đang canh nha. Đang canh nha, đang canh nha. Mà em cứu luôn anh em ơi. Mở Discord lên hết đi, FBI xài Discord đi. Em canh cửa nha. Mở này, đừng mở bên game nhiều lắm. Không ném smoke nha, không ném smoke nha. Giáp vô, giáp vô. Né né. À băng kêu này đến sáng mai chưa xong nó hình như trời sáng rồi đó. Ờ cướp cái ngân hàng nhiều khi có tiếng luôn mà. Ôi rồi, rồi. Thì giáp tay ngay đây luôn rồi chứ. Ồ thằng đó xém chết. Rồi cái này cứu được không? Không, phải bắn xong mới cứu được. Bắn xong cứu nha. Tất cả anh em công an với lại FBI chờ lệnh ném xe móc nha, đừng ném xe móc nữa nha. Chờ lệnh, chờ lệnh. Ủa mát sao máy anh vượt thế nhờ, 144 mà em 60Hz mà còn lắc nữa này, đéo hiểu luôn. Em có stream không? Không. Tụng mang xịn luôn. Tôi server lắc VL ra luôn á, hiểu. Bắn không được. Ui thằng đó yếu lắm rồi đó, thằng đó yếu lắm rồi đó. Cái thằng đó sắp chết, phải sắp chết rồi đó. FBI mà nha, mỗi lần mà muốn quăng xe móc á, anh em đè chuột phải xong nhấn R nha, là nó sẽ quăng thẳng. Ở gì, ở gì á? Góc xuống cho xe móc nó quăng cao lên. Hết hồn luôn, tự nhiên đang đang bắn có thằng Oh My God. Anh Kin ơi. Anh Kin ơi. Đổi vị trí, đổi vị trí, đổi vị trí. Mít rồi, chạy ra mít rồi, tôi đổi, đổi vị trí xe. Có đường vào không nhỉ? Ê, chỗ khác bắn, có chỗ khác bắn. Hình như ở đâu nó bắn nữa. Cửa sau, cửa sau, cửa sau. Sau lê, cửa sau, phía sau hình như có người sao á. Thôi lùi xe thêm miếng nữa. Ok. Sao thằng nào cứ bắn tao hoài vậy? Quên tắt coi xe nữa.
Ủa nó hú nhức đầu á. Chết thằng luôn kìa. Chết chưa. Chết đồng đội anh ơi. Bắn trúng thằng rồi nè. Ê bị bắn anh ơi, bị bắn có bên nào á anh ơi. Ở đâu bắn ấy? Hình như có hướng nào bắn mình á. Hướng nào bắn anh ơi, hướng khác bắn anh ơi. Trên đầu làm đéo gì bắn được mình ta. Rồi, ABC đi rồi. Rồi, trên tàu đi rồi. Ở chưa ta? Đi chưa ta? Yêu cầu anh em cướp bỏ tiền xuống của đầu hàng đó. Em bị bắn được nè anh ơi. Ủa mày đầu hàng đi. Nó có cửa sau nữa bao. Hạ xuống xuống. Bắn vãi cái bìu bắn. Vài phút nữa là có 3 chiếc trực thăng tới đây để đón. Mày đấy. Alo. Thì nó có móc với anh à. Đâu rồi nè. Cố lên anh em ơi. Ơi ở đâu bắn mình? Đồ đụng hết hồn. Bắn chúng lên anh em ơi. Cố lên anh em ơi. Có ai còn giáp không? Còn trong bên trong nè. Còn nha. Ở trong nào? Ở đâu nhiều? Bên kia nó nói chuyện với mày mà báo bên bé họ mà. Rồi rồi thằng Mít Nguyễn chết rồi, thằng Mít Nguyễn chết rồi. Mày game em lắc quay không hiểu lý do tại sao luôn á. Do game hoặc do máy thôi chứ có gì đâu. À, nhưng mà chỗ này bắn không được, chỗ này bên trong bắn ra được, ngoài bắn vô không được. Ừ, bắn em dính VL, không biết bắn ở đâu. Ui, ăn cứt rồi. Trời ơi, mất đi.